Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với nội dung chính sau. Thông điệp mới nhất: vì sao phong trào đồng thuận toàn cầu của Pi Network với giá trị GCV 314159 thành công lan rộng? Giấc mơ hôm nay có thể trở thành sự thật trong tương lai hay không? Thưa quý vị, giá trị đồng thuận của Pi Network là 314.159 đô la, có thể không cộng hưởng hay cùng tần số với bất kỳ ai ngay bây giờ. Nhưng lịch sử luôn tử tế với những người có tầm nhìn, khi tin vào những gì người khác không thể nhìn thấy. Những kẻ hoài nghi có thể nhạo báng bỏ qua tầm nhìn của chúng ta chỉ là những giấc mơ. Nhưng chúng ta là những người tiên phong hiểu rõ hơn. Chúng ta đã từng thấy điều này trước đây. Cùng một chủ nghĩa hoài nghi đã chào đón tất cả những đổi mới vĩ đại trong lịch sử. Giống như những người đã bỏ lỡ vào những ngày đầu của Bitcoin bây giờ, nhìn lại trong hối tiếc. Điều đó đúng với những ai không nhìn thấy sức mạnh của Pi Network ngay bây giờ. Hãy nhớ lại sự không tin tưởng, hoài nghi đã bao trùm Bitcoin hay Ethereum đã từng được lịch sử kể lại như một sự mờ nhạt đang trôi qua. Tuy nhiên, cuối cùng thế giới đã hiểu được giá trị của họ, và những người tin tưởng sớm bây giờ được công nhận là những người có tầm nhìn. Pi Network hôm nay là hạt giống của một cuộc cách mạng tài chính đang được gieo bởi hàng triệu người tiên phong trên thế giới. Giá trị đồng thuận này không chỉ là một con số, nó thể hiện niềm tin của một cộng đồng toàn cầu. Tất cả cùng hướng đến một mục tiêu: tạo ra một hệ thống tài chính phi tập trung, công bằng và dễ tiếp cận cho mọi người. GCV giúp Pi đáp ứng các thuộc tính tiền tệ một cách nhanh nhất. Thứ nhất, tính phổ quát. Để Pi trở thành một loại tiền thanh toán ngang hàng toàn cầu, nó phải được chấp nhận rộng rãi. Với chỉ 60 triệu người tiên phong hiện tại, Pi cần thu hút hàng tỷ người dùng để đạt được mục tiêu này. Khi hàng tỷ thợ mỏ bắt đầu sử dụng Pi, tốc độ khai thác sẽ giảm đáng kể. Do đó, giá của Pi cần phải được đặt ở mức có thể thu hút 8 tỷ người nắm giữ nó, khiến nó trở nên phổ biến. Thứ hai, tính ổn định. Khi mọi người bắt đầu sử dụng một loại tiền tệ, họ sẽ tìm kiếm sự ổn định về giá trị của nó. Nếu sức mua của một loại tiền tệ giảm đáng kể, mọi người có xu hướng từ bỏ nó. Mặt khác, nếu sức mua tăng mạnh, người dân bắt đầu tích trữ tiền tệ. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì sự ổn định lâu dài về giá trị của Pi để đảm bảo rằng mọi người tiếp tục tin tưởng sử dụng nó. Thứ ba, thanh khoản. Trước khi mọi người bắt đầu sử dụng một loại tiền tệ lâu dài, họ cần xem xét liệu loại tiền đó có cam kết lâu dài hay không. Họ cần biết rằng việc nắm giữ tiền tệ sẽ mang lại cho họ những lợi ích tương ứng trong tương lai. Bất kể điều gì xảy ra, đây là sự thanh khoản. Do đó, GCV dành cho Pi như một loại tiền tệ có tính thanh khoản trong dài hạn. Một số người cho rằng nguồn cung 100 tỷ Pi là quá nhiều và giá của nó sẽ thấp. Tuy nhiên, Pi được thiết kế để tồn tại hàng trăm năm. Do đó, 100 tỷ Pi có thể không đủ lưu hành. Đặt giá Pi đủ cao chẳng hạn như GCV 314.159 đô la sẽ khuyến khích hầu hết những người tiên phong giữ Pi trong ví của họ cho đến khi nhu cầu tăng lên. Tất cả giá và đồng Pi đều dành cho mục đích sử dụng trong tương lai. Nếu giá thấp, nó sẽ chỉ được mua bởi một thiểu số. Điều này là không mong muốn đối với một loại tiền tệ. Trong khi kiềm chế lạm phát là mục tiêu chính của kiểm soát kinh tế vĩ mô, lạm phát ở một mức độ nhất định sẽ có lợi cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, giảm phát là có hại và cần phải tránh bằng mọi giá. Do đó, nguồn cung 100 tỷ và giá GCV có khả năng giải quyết được rủi ro giảm phát trong tương lai.
Như đã đề cập ở đoạn trước, sự ổn định lâu dài của Pi với tư cách là một loại tiền tệ rất quan trọng. Đây là lý do tại sao cần phải có một hệ sinh thái mạnh mẽ với mức giá thống nhất đủ cao như GCV để giữ cho hệ sinh thái ổn định. Tiến sĩ Nicholas đã tạo ra Pi vì Bitcoin không đáp ứng được ba thuộc tính thiết yếu của một loại tiền tệ: tính phổ biến, tính ổn định và tính thanh khoản. Tuy nhiên, một số người tiên phong cho rằng KYC và quá trình di chuyển đối với Pi diễn ra chậm. Bạn nên hiểu điều này là do Core Team đang bảo vệ Pi và tránh việc nó trở thành Bitcoin thứ hai. Đó là lý do tại sao giá Pi rất quan trọng. GCV có thể làm cho Pi thỏa mãn cả ba thuộc tính. Dựa trên dân số hiện tại của thế giới, khoảng 8 tỷ người, của cải trái đất và tổng lượng Pi đang lưu hành khoảng 65 tỷ. Mỗi cá nhân sở hữu trung bình 8,125 Pi. Lý do tại sao chúng tôi có số lượng Pi lớn là vì chúng tôi đã tận dụng nó từ rất sớm. Giá Pi cao đóng vai trò như một sự khóa tự động trong hàng trăm năm, vì Pi không thể được in như tiền fiat. Hơn nữa, sự giàu có của trái đất dự kiến sẽ tăng lên rất nhanh trong những năm tới, và dân số sẽ tăng lên. Do đó, điều quan trọng là phải có tầm nhìn dài hạn và lập kế hoạch phù hợp, vì nó sẽ biến động không nhiều sau Open Mainnet. Giá khởi điểm trên thị trường trao đổi sau Open Mainnet ít nhất là phải 314.159 đô la để ngăn cản việc đầu cơ. Vì vậy, cần phải suy nghĩ về giá cả từ góc độ dài hạn và chiều cao. Sau đó, bạn cần hiểu sứ mệnh và tầm nhìn của Pi. Pi sẽ là một loại tiền tệ cho và bởi mọi người. Thị trường ngang hàng toàn diện nhất thế giới được thúc đẩy bởi Pi, loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Giá Pi cao hay thấp sẽ không ảnh hưởng đến tổng thu nhập của thương nhân. Chỉ có số lượng xoay chuyển qua tay thương nhân khác nhau. Hơn nữa, vì thời điểm đầu của giá đồng tiền cao tăng đều đặn, ngoài việc kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá, nó còn kiếm được lợi nhuận từ sự tăng giá. Pi là một cuộc chiến và giá đồng thuận là vũ khí. Hãy để tất cả các thương gia và những người tiên phong của chúng ta đoàn kết lại với nhau để kêu gọi thế giới. Giá một Pi là 314.159 đô la. Chỉ mức giá này mới có thể đảm bảo mạng Pi thành công lâu dài. Lực lượng bên ngoài sẽ giúp đỡ khi bên trong mạnh mẽ. Nếu bạn muốn sớm tự do tài chính, hãy ủng hộ GCV. Nếu bạn muốn sớm mở mainnet, hãy ủng hộ GCV. Và luôn ghi nhớ, giá Pi không được quyết định bởi bất kỳ thị trường trao đổi nào. Giá Pi được tạo ra bởi những người tiên phong. Vì vậy, hãy tập trung vào những gì bạn nên làm. Không nhìn xung quanh để xem người khác đưa ra giá cho bạn. Một số người tiên phong chống GCV không nên trở thành khán giả để cười nhạo hoặc tấn công những người ủng hộ GCV. Hãy suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn đã đạt được tự do tài chính hay chưa? Bạn đang làm việc rất chăm chỉ để kiếm được rất ít tiền. Bạn có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn của mình hay không? Tôi biết nhiều người tiên phong đang mắc nợ rất lớn. Điều quan trọng là tập trung vào những hành động và hành vi tích cực để cải thiện bản thân và dự án. Thay vì tham gia vào các cuộc tranh cãi hoặc tấn công người khác, bằng cách làm những việc tốt và đóng góp tích cực, chúng ta có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và những người xung quanh. Sự kiêu ngạo có thể gây bất lợi cho sự phát triển và thành công cá nhân. Vì vậy, điều quan trọng là phải luôn khiêm tốn và cởi mở. Cuối cùng, chúng ta có khả năng tự giúp mình thoát khỏi khó khăn tài chính thông qua hành động và thái độ của chính mình. Có người tiên phong nói, Pi Core Team không bao giờ nói về giá cả, nên tiên phong chúng ta không nên có sự đồng thuận về giá là hoàn toàn sai lầm. Công nghệ của Pi Core Team như người chồng, sự đồng thuận của người tiên phong
như người vợ. P. Openminet là một em bé sơ sinh. Chỉ khi vợ chồng hợp tác thì mới có con được. Nếu người vợ không làm gì cả, chỉ làm theo mọi việc chồng làm và ngày ngày khen ngợi, nói rằng anh ấy thật tuyệt vời và tin tưởng anh ấy có thể có con mà quên mất vai trò của mình trong quá trình tạo ra một đứa bé, liệu đứa bé có thể được sinh ra trên đời hay không? Xin đừng lãng phí thời gian tranh cãi về giá cả hoặc GCV. Nếu bạn muốn mua sắm nhanh chóng như nhà, xe, kỳ nghỉ hay chăm sóc gia đình và bố mẹ, hãy ủng hộ GCV. Doris Jean.